Rồi, thân mến chào toàn thể quý anh em và bà con cô bác đã quay lại kênh của máy Nhật Phải Long An nha. Rồi hôm nay là ngày 24 tháng 4 thì em tiếp tục lên cho anh em và bà con cô bác một số dòng máy bãi nha, máy Nhật Bãi. Còn nguyên zin, bao zin cho anh em nha. Còn máy bên em thì em đã kiểm tra nổ rồi, bao tiếp bao xài cho anh em và bà con cô bác mình luôn. Đó, thì hôm nay em lên được 2, 4, 6 và 7 đầu máy nha. Rồi, tiếp tục là mã số 179, em báo giá trước giờ cho anh em là 1.900.000. Thì dòng này cao nha anh em. Rubin AH25. Công suất máy này là 8 người rưỡi nha. Giá chỉ có 1.900.000 thôi anh em ơi. Do máy này cái thùng ở trên hơi bị cắn mớp nha. À, cắn mớp tại đây hết trơn. Chắc là đó cũng hình thức bên ngoài thôi, cốt truyền cốt lô quá 25 ly, cốt clip thì máy móc còn rất là ok luôn đó. Quay tổng thể chi tiết cho anh em bà con cô bác mình xem nha. Giá này đã hỗ trợ chính ship về tận nơi tận nhà anh em rồi đó. Bây giờ em quay mình sang bên trong sáng đẹp ha, giờ em sẽ test cái độ chắc của máy cho anh em bà con cô bác mình xem nè. Rồi, đầu em sẽ test nổ nha anh em. Rồi cho em xin giới thiệu lại là mới vừa test xong cái Rubin AH25 nha, cò đứng, công suất 8 người rưỡi, là mã số 179, báo giá là 1.900.000, còn thiết về cho anh em rồi nha. Tiếp theo là 180, đó cũng giá 1.900.000 luôn, mà dòng này là Rubin AH17, công suất 6 ngựa nha, cốt truyền anh em ơi, cốt truyền cốt lô quát là 20 ly, đó, máy móc cũng còn sáng đẹp lắm nha anh em. Rồi, ốc cũng còn vàng luôn, vàng vàng đó, cốt truyền cốt lô quát là 20 ly nha. Thùng trên thì nó đẹp nhưng mà nó bị một cái lớp sơn phủ phủ nhẹ nè, thùng rất đẹp nha. Rồi, xong bên trong cũng còn khá mới luôn đó. Giờ quay tổng thể chi tiết, bây giờ em sẽ test nổ cho anh em bà con cô bác mình cùng nghe tiếng máy này cái. Máy chạy cũng rất là ngon anh em ơi. Rồi, giá máy này là em bao ship về cho anh em là 1.900.000 nha, Rubin AH17. Rồi, tiếp theo là 181, Rubin AH12. Đó, thằng hại không. Là công suất của máy này là 4 ngựa nha anh em. Máy móc cũng còn ốc vàng thè luôn nè. Rubin AH12 là công suất 4 ngựa nha. Mà máy này là tua nhanh nha, bốc thẳng tua nhanh. Đầu đồng nè, đầu đồng cũng được chứ, đẹp luôn. Cốt thẳng tua nhanh, cốt lâu quá là 20 ly, tua là 4.000 vòng trên phút nha anh em. Còn cốt truyền thì tua 2.000. Đây, thân bên trong cũng còn khá mới đó. Rồi, test nổ cho anh em bà con của bác cùng nghe tiếng máy này luôn.
Rồi dòng Durin này chạy thì rất là ngon và cũng rất là nhẹ nha anh em. Rồi mới em xin giới thiệu lại là máy này là 181, giá bao ship về cho anh em luôn là 2 triệu. Ồ, máy cũng thẳng. Rồi tiếp theo là 182. 182 là dòng Kuta nha anh em, Kuta off quê luôn, dòng máy hại luôn. Lúc nãy em lên máy hại cho anh em và con cô bác mình. Đó, Kuta GH170 nha. Công suất của máy này là 6 ngựa. Đó, công suất là 6 ngựa nha. Ô hắc quê, đò đứng, ốc ác rồi nữa, cũng còn là rất là đẹp. Đó anh em, thua là 2.000 vòng trên phút nha anh em. Cả năm luôn. Cùng sau này cái nắp lên, cái này nó lượng của nó nhỏ mà nó nằm ở trong kẹt khó lấy quá. Đó, để coi được mình sang bên trong ha, mới tin luôn. Đây, này, cái lượng nó nhỏ mà nằm trong, anh em thấy lượng không? Có nắp thang không? Rất là mới vậy. Rồi, rồi test nổ cho anh em mà còn cô bác mình nghe tiếng máy này cái luôn. Anh cho xin giới thiệu lại là mã số 182, báo giá ship về cho anh em luôn là 2.800.000 nha. Dòng này là Kuta GH170, công suất là 6 ngựa, cốt truyền cốt lâu quát là 20 ly. Rồi, máy tiếp theo là 183. Đây, Kuta luôn, Kuta nhưng này là đời COHV, máy màu cam còn bóng lưỡng luôn. Công suất của máy này là 42-43 đó anh em. 43 nha. Cái này là cốt thẳng tua nhanh. Đó, chốt lâu quát là 18 ly. Nào, máy móc cũng còn sáng đẹp nha. Cũng khá là ít xài. COHV, dòng này chạy thì rất là ấm hiểm luôn. Đó, tiền bạc đẹp. Đây mình sang mới tinh. Mới tinh luôn em ơi. Trời ơi. Máy này bình thường mới mới thôi. Rồi để test cho anh em và con cô bác này cùng nghe tiếng máy này cái luôn nha. Giới thiệu lại là mới vừa test xong cái máy Kuta nha. Kuta GG130, hồi nãy không có nói hết hả? GG130 nha. Hàng gì nó mắc rồi. 130 tem đi mắc này là tem tem tiết kiệm nhiên liệu đó nè. Đây nó có đóng cái tem số mã này ha, GG130. Thì công suất của máy này là 4.3 nha. Rồi. Thì tiếp theo là 184. 184 là dòng Mitsu luôn anh em ơi. Mitsu GB nha. Mitsu GB 180. Công suất của máy này là 6.3. Đó, cốt truyền cốt lâu quát là 20 ly nha. Đây anh em thấy hộp cò nè, cũng còn tương đối sáng đẹp. Đồ đạc thì zin.
À, lốc máy này còn trắng lắm nha anh em. Cốt viền của Powerwatch là 20 ly nha. Rồi, đây GV180, mã số lốc rồi đầy đủ hết. Rồi giờ sẽ test cho anh em bà con cô bác mình nghe tiếng máy này cá luôn. Cho em xin giới thiệu lại là em mới vừa test xong cái máy GB nha. GB 180 là công suất là 6 người 3, mã số là 184, em báo giá ship về cho anh em là 3.300.000 nha anh em. Rồi tiếp theo là 185, giá máy này cũng là 3.3 luôn. Đây Honda GX140, bao máy Nhật cho anh em nha. Rồi có để luôn bếp in do băng, anh em thấy nha, độ đạp còn chắc lắm, còn rất là đẹp. Ô hấp quê cò nằm bô nè, thôi mà ăn nhiều chơi còn rất là đẹp. Đó. Đây RX 140 144 máy này thì rất là đẹp nha anh em. Đó, rất là đẹp, thùng thì nó hơi cắn bắp tí tí, thằng bên trong thì quá mới luôn, quá dài cái này rồi. Đó anh em, Honda 5 ngựa đời đầu nha anh em, chạy rất là đã. Rồi giờ test cho anh em bà con cô bác mình cùng nghe tiếng máy này luôn. Rất là ngon. Rồi cho em xin giới thiệu lại là em mới vừa test xong cái máy Honda 5 ngựa nha, GX140, mã số 185, báo giá ship về cho anh em luôn là 3.300.000. Rồi hôm nay có nhiều máy nha anh em, hẹn anh em và bà con cô bác vào video tiếp theo. Rồi kết thúc video thì em cũng xin chúc tất cả quý anh em và bà con cô bác luôn luôn được nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong công việc của mình nha. Xin chào.